Mọi người ơi, hôm bữa mình có kể với mọi người là con em nó nhát thôi là nhát, nó không có dám đi đâu hết trơn á. Nhưng mà mình lầm nó rồi mọi người ơi, nó chỉ giả vờ thôi. Hôm bữa nó bỏ nhà nó đi. Suốt 2 ngày mình với người yêu mình tìm kiếm trong vô vọng luôn. Xong rồi bỗng dưng một đêm á, khi mình đang ngủ, người yêu mình nghe tiếng một cái gì đó rơi xuống một cái đùng. Thì ngó lên để trên nắp tủ gặp đen. Đen xuất hiện như là một cái vì sao rớt xuống vậy, mà vì sao này hơi tối nha mọi người. Trời ơi, mình không biết là nó đi đâu, mà cũng không biết là nó nhảy từ đâu vào. Để theo lời người yêu mình nói là phòng đang kín cửa, nhưng mà nó lại nhảy từ trên xuống, trong khi từ trên là một cái trần nhà mọi người. Xong rồi nó về, cái chân của nó còn bị sưng nữa, có vẻ như là nó đi nó dẫm phải cái gì á. Nhưng mà cái vấn đề nằm ở đây là mình cũng không biết nó đi đâu trong suốt mấy ngày đó luôn. Không có gì xảy ra vậy mọi người. Nó tấn, nó cũng không biết lỗi của nó luôn. Từ đó thì người yêu của mình rất là sợ khi mà phải bỏ đem một mình đó.